Em xin kính chào các anh các chị ạ. Em là Tuấn Vũ, phụ trách bán hàng của đại lý Toyota Hải Dương. Đại lý Toyota Hải Dương có địa chỉ tại số 1 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Vâng, trước mắt anh chị đây là mẫu xe Toyota Vios phiên bản 1.5G. Hôm nay em xin giới thiệu đến các chị về mẫu xe Toyota Vios 1.5G này nhé. Vâng. Toyota Vios 1.5G có giá bán niêm yết trên thị trường là 581 triệu. Về phần đầu xe, một điểm rất là bắt mắt là hệ thống đèn pha của xe Vios được trang bị hệ thống đèn pha LED 3 khoang, rất là đẹp và hiện đại. Mặt ca lăng của xe được sơn đen bóng, tạo cho xe chiếc xe có một sự sang trọng và rất là trẻ trung. Đèn gầm của xe Toyota Vios 1.5 phiên bản G sử dụng hệ thống đèn gầm LED. Ngoài ra, xe cũng được hỗ trợ thêm hai chiếc cảm biến đặt ở hai bên góc xe. Vâng. Đèn pha LED 3 khoang này anh chị nhé, thiết kế trông rất là đẹp. Hai cảm biến góc. Toyota Vios 1.5G có chiều dài là 4.425mm, chiều rộng là 1.730mm và chiều cao là 1.475mm. Khoảng sáng gầm xe là 133mm, nó khoảng rơi vào 13 phân, hơn 13cm một chút. Phần gương xe cũng được trang bị hệ thống là xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Tay nắm cửa khác với phiên bản 1.5e là tay nắm cửa mạ chrome. Có nút ấn khóa cửa, dùng xe sử dụng chìa khóa thông minh, để nổ start up. Bốn bánh xe đều được trang bị hệ thống phanh đĩa ABS, rất an toàn anh chị ạ. Mẫu này hiện tại bên em có màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu nâu, màu nâu đây là màu nâu vàng cát anh chị nhé. Vâng, màu bạc nữa. Xe được trang bị bốn cảm biến lùi, tăng hai cảm biến so với phiên bản 1.5e và camera lùi hỗ trợ anh chị lùi xe. Ghế da màu kem, nội thất kem, tapi cũng bằng được bọc da. Xe được trang bị 7 túi khí an toàn, khác so với phiên bản 1.5e. Trên bô lăng bọc da thiết kế rất là đẹp mắt và cũng được trang bị rất nhiều nút ấn điều khiển tăng giảm âm lượng, chuyển kênh bài, có hỗ trợ là hệ thống ga tự động cruise control, điều hòa tự động anh chị nhé, điều hòa tự động. Xe 7 túi khí. Dạ vâng. Nội thất kem, chìa khóa thông minh, để lộ start up. Đó, vâng. Anh chị quan tâm đến mẫu xe này vui lòng gọi điện cho em qua số máy 0343 834 834. Em là Tuấn Vũ sẽ hỗ trợ các anh các chị tư vấn, báo giá, các chương trình khuyến mại trong tháng. Hoặc các anh chị có nhu cầu lái thử xe, các anh các chị alo cho Tuấn Vũ. Em rất hân hạnh được đón tiếp và hỗ trợ các anh các chị. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video tiếp theo. Em xin cảm ơn.